Hello, em kênh thương hiệu Đồng Hà TV xin chào các bác nha. Dạ vâng, hôm nay em sẽ tiếp tục đi quay một video clip nữa cũng như để tham khảo cho các bác là em cũng nghe tin tức là chỗ vườn chỗ nhà anh Lợi Mai ở đây thuộc xã Đồng Cốc anh nhỉ? Ừ, Đồng Cốc. Xã Đồng Cốc huyện Lục Ngạn. Xã Đồng Cốc huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang quá nhá. Thì em đang đứng trong cái vườn vải muộn đây thì cũng như là muốn làm video chi tiết để cho các bác anh em cùng nhau cùng tham khảo cũng xem và hội ý là không biết làm sao làm lại Covid hay kiểu gì mà vải ra sớm thế này. Thì hiện tại cái vườn này có một số cây báo hoa này, anh có hai vườn thì hôm nay em sẽ quay cả hai vườn luôn để cho các bác xem tham khảo nhé. Rồi em sẽ xem cái thời điểm để quay video đã. Dạ vâng, hôm nay là thứ năm ngày 9 tháng 12 năm 2021 của dương lịch các bác. Hiện tại giờ là 14 giờ 47 phút. Còn âm lịch thì hôm nay là thứ năm, ngày 6 tháng 11 năm 2021 của âm lịch các bạn. Cái này của anh Lợi đây. Anh Lợi ơi, chào, chào bà con đây. Rồi, chào tất cả bà chào con chủ vườn nhá. Đây là anh giới thiệu tên tuổi mình với khu khu vườn này của anh là thuộc thôn xã nào đi để cho bà con biết. Khu vườn mình đây là ở đỉnh đồi 1. Đỉnh đồi 1 này. Xã Đồng Cốc. Xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn. Còn mình tên là Lợi. Nói chung là nhà mình cũng Mai là vợ. Mai là vợ, phòng trà Lợi Mai là tên kinh doanh. Dạ vâng, mời bác Lợi đưa em đến cái cây nó có xem nó bật hoa rồi để xem cho anh em tham khảo. Đây cũng là cái vườn vải muộn này các bác nhá. Thực sự là em cũng khá bất ngờ luôn đấy các bạn. Vì trong cái hoàn cảnh này mà là vải sao nó đã ra hoa được, nhưng mà thường thì nó ra ở cây tơ thôi các bạn. Cái vải tơ đâu. Cái này vải to này thì những cây to này là vải bao nhiêu năm rồi anh Lợi? Năm 96 à? À từ 96 cơ. Những cái lớp này là anh khoanh được bao nhiêu ngày rồi? Mùng 5 tháng 10 à? À thế là đầu tháng 10 à? Đầu tháng 10. Thế cái này lớp này của anh ấy khoanh đầu tháng 10 âm thì cũng như các bác xem ở trên video của em đây thì các bác thấy là hiện tại là những cái này chưa thể ra hoa được các bạn, vì cái lớp vải già này chưa thể ra hoa được. Thường thì cũng anh ấy cũng nói là có một số vải tơ này, đây những cái loại vải tơ này, cái tơ này trồng được mấy năm mấy tuổi rồi anh? 2014 rồi. 2014 thì năm nay thấy cái này cũng bé nhỉ. Ăn quả suốt đi. Quả suốt à. Giờ đây đây các bác này, em sẽ quay cho các bác xem những cái điểm báo của cái vải ngọt này, khá rõ luôn nhá. Cái lách này là lách hoa các bạn. Như tình trạng về nếu mà ấm thì sẽ thành ấm thì sẽ thành lộc các bạn. Nếu cái thời điểm mà nó ra kiểu như này, đây các bạn này. Khá là rõ ràng luôn là hoa nha các bác nhá. Ra cái là trắng tinh luôn. Rồi các bạn. Nói chung là những cái video này làm chủ yếu là để tham khảo thôi các bác, chứ còn là không thể áp dụng theo những cái lớp hoa nó của cái vải này là vải chính vụ đây, nhưng mà nó không thể áp dụng theo cho các vườn cũng như là các cây khác được. Các bác lưu ý là làm chủ yếu xem để tham khảo thôi nhé. Nhưng mà nếu có những cái hiện tượng nó ra sớm này thì xem nó liệu những cái cây này thì nó sau này có thành quả không thì cũng để như các bác tham khảo đây. Cái này cây cảnh này khá rõ hơn nhỉ. Đấy các bạn này, khá rõ luôn. Trắng tinh hết rồi, mặt mũi. Thường thì cái này, cái vườn này, mới vườn Thanh Hà hôm qua, cũng là cái vườn vải tơ thôi. Thì năm nào cũng vậy các bạn. Ở đây thì có mấy cây ra nhỉ? Đây chỉ mấy cây bé bé này, còn ở trong kia thì nó cũng chỉ... Đây là một số thì nó một kiểu như một nửa cây thì nó kiểu muốn bật lọc các bạn. Cái này thì cũng khoanh cùng nhau chứ hả? Cái này khoanh cùng nhau đấy. Cũng khoanh cùng nhau từ mùng 6 tháng 10 âm. Đây các bác này báo hoa đây này. Nhìn những cái này thì nó rất tinh này. Đấy. Chịu không biết mấy năm nay kiểu gì Covid hay kiểu gì mà vải vóc ra hoa lung tung này. Ai làm ai lữ ơi, công ty công tọt gì đẻ lung tung, chưa đến lúc đẻ đã đẻ này, chết rồi. Đây này, cây này cũng ra báo này. Hầu như này hầu như cái lớp vải tơ này thì báo nhiều quá.
Nói chung thì cũng như trên video thì em vẫn thông báo cho các bác, cũng từ năm ngoái em cũng làm video về cái thời điểm nó báo hoa thì em sẽ đi quay để cho các bác tham khảo để xem cho nó có cái video xem để vui thôi. Thì vẫn khuyến cáo các bác là không lên áp dụng và cũng đừng có lo lắng quá, vì lại cứ thấy vả nhà ta báo hoa rồi nhà mình lại bảo là sợ muộn rồi làm thế nọ thế kia, đâm ra là nó hỏng hết. Thế các bác cứ bình tĩnh nhá, nó thì còn theo lớp lọc đây này các bác này. Những cái này thì 100% là hoa rồi. Đấy các bác nhé. Đây là vải muộn nha, vải thiều chính vụ các bạn. Đấy. Nhìn nè. Đấy. Nhưng mà thường những cái lớp này nó sẽ ra rất chậm các bác. Nó sẽ ra rất chậm đấy. Nó không thể ra nhanh được đâu. Đây kẹp lọc này, hoa kẹp lọc này. Vẫn thì nhìn thấy hoa trắng luôn, nhưng mà thường nhỏ những cái lớp này nó mà ấm thì nó sẽ nguội, nó chuyển sang thành lọc ngay các bạn. Không thể tin tưởng được. Nói chung là nó là báo hoa thật. Đây, những cái lách hoa các bác nhìn nhá. 100% là hoa rồi. Đấy. Anh Lợi còn một vườn ở trong nữa mà, phải không? Đây này, cũng báo hết rồi các bạn. Rất ok luôn. Không biết là năm nay chắc anh Lợi anh chắc chăm bón kiểu gì muốn ra hoa trước này. Cả làng này. Đây thì trước rồi. Rồi, mời các bác vào vườn trong của anh Lợi nữa xem nhá. Thì ở đây cũng có toàn bộ những cái, đây những cái cây như này là có hết này. Đây các bác nhìn này. Đấy, những cái lách hoa của nó như này là 100% là lách hoa rồi. Như cơ bản là nó rét thì nó sẽ thành hoa, còn nó ấm thì nó ra sớm này nó sẽ muội, nó sẽ hóa thành lọc. Đấy, cho nên là đây, thấy chưa? Đúng hoa thật, không sai tí nào. Năm ngoái thế mà, như năm ngoái cái vườn của ấy trên Tân Sơn em quay cái vườn ấy nó cũng ra sớm đấy. Thế nhưng mà nó cũng vài tơ như này. Thế nhưng mà nó về sau cái lớp đấy nhà nó vẫn thành hết mà, vẫn thành hoa hết. Nhưng mà nó ra lại ra khá chậm luôn. Những cái cây này báo rồi nha, đến lúc những cây kia nó ra rồi, cây này còn chưa dài bằng nó. Rồi và các bác theo dõi vào cái vườn trong của nhà anh Lợi nữa nhá. Thì ở đây toàn bộ những cây vải tơ này thì gần như cũng có hết rồi. Không phải quay nhiều đâu các bác. Thế cho nên là mời các bác vào vườn trong, anh như bảo vườn trong vải to cũng có không? Rồi, mời bác lại dẫn đường đây. Anh em mời các bác vào trong đây nhá. Lùi ra để. À, rồi. Mời các bác theo dõi tiếp video nhá. Rồi, vâng, đây các bác này. Anh ấy cũng phun cái Macape của 05234 đây, của công ty em bán đây các bác nhé. Thế nên cho nên là các bác cứ yên tâm nhé. Đấy. Đây các bác này. Thì thường ở những cái này thì các bác hãy cố gắng phun bây giờ. Còn em hơi chê anh Lợi là anh ấy bảo là bây giờ anh phun bo. Thì thực sự ra là không biết là các bác không phải nói xấu các bác bán thuốc sâu, nhưng mà bây giờ phun bo thì thực sự ra để làm gì mới là quan trọng. Các bác xem kênh các bác trả lời cho em giúp nhé. Như là phun bo thì không phải thời điểm dưỡng hoa là không phải nhé. Thế cho nên là nó ra sớm này mình còn đang muốn phun để cho nó ức chế lại đi. Cái phun như thế là không được. Đây bác em làm hai hộp này. Hai hộp và hai chai bo. Đấy. Mong các bác xem kênh, nếu mà thấy như này các bác hãy bình luận cho em, comment xem phun bo thời điểm này có ok không nhé. Các bác nhé. Đây. Ui, mệt lắm, vườn này khá dốc ấy nhỉ. Rồi, mời các bác tiếp lên vườn thứ hai của anh Lợi nhá. Đây mới đấy, nó vẫn là thôn cùng thôn cùng xóm nhau rồi, hay là đây các bác này, cái bên này nghe rõ hơn này các bạn. Vườn này rõ hơn. Thường nó ra như này thì đẹp hơn này. Nếu mà nó ra cọng già rồi thì thường lọc nó sẽ ra ấy hơn. Đây các bạn, đúng cái mắt hoa thật, trắng tinh. Anh Lợi tìm xem có cái cây vải già nào ra không? Anh bảo có một cây vải một cây vải già hay là mấy cây? Đây á. Đây cái cây này hầu như cây nào nó cũng mắt mũi hết. Đây này, ui cái vườn này ra nhiều lắm các bạn. Thực sự là vải muộn, vải thiều chính vụ này cũng báo hoa thật rồi các bạn. Đây. Còn cái khu vườn ở dưới này là vẫn là của nhà anh Lợi này, là thuộc ở xã Đồng Cốc các bạn. Thôn nó gọi thôn gì nhỉ?
thôn Cao Thượng, xã Đồng Cốc, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Đây em quay hết cho các bác này. Ui rồi, chiều đúng là năm nào cũng được ngắm hoa, năm nào cũng được ngắm hoa trước, năm nào cũng được ngắm hoa trước người các bạn. Cây này, cây này báo lộc rồi. Cây này không phải hoa, cây này ra lộc rồi. Những cây này khoanh thì khoanh được phát, cái này cũng khoanh, bao nhiêu? Khoanh từ thời điểm nào? Mùng 2, mùng 3. Mùng 2, mùng 3 tháng 10 gì? Chính cái lớp này là phải khoanh lại phát nữa ấy. Vì anh không khoanh lại mùng 2, mùng 3 thì đến giờ mùng mấy đi? Tháng 11 nó được tháng rồi còn. Thế khoanh như này chưa đủ độ đau. Chính là vết khoanh này chưa rồi. Cái này khoanh là từ mùng mùng 2, mùng 3 tháng 10 anh nhỉ. Mùng cái lớp lớp này là những khoanh mùng 2, mùng 3 tháng 10 này. Cái vải muộn này các bạn. Cái này bắt lộc mấy đấy anh lợi? Lộc 3 hết rồi các bạn. Cây này thì ra lộc đặc biệt rồi các bạn. Hiện tượng này thì các bác phải xử lý nhanh nhá, để cho cây về chế độ ngủ đi nhá, mới ủ được hoa nhá. Không có là cứ thức tỉnh này là mất mất việc ấy, không kiếm ăn được đâu. Đây các bác này, năm nay may quá cái tuần vừa rồi này nó rét. Sáng nó rét sâu này đỡ đi, không có thì vải muộn. Năm nay một số các bác cả khoanh bật lọc 100% luôn đấy. Ui dưới này nó dòng táo nhiều lắm. Vải trên đồi cao bên kia các bạn. Nếu mà khoảng độ 3-4 ngày hay là khoảng độ tầm một tuần nữa, gọi từ tuần quay đầu thì là nếu mà lại gặp rét như cái đợt vừa rồi thì ăn 100%. Thứ hai này lại rét tiếp tục rồi, lo gì. Nhưng mà cơ bản là phải xử lý được cái lớp này cho nó, đừng để cho nó vẫn cái tình trạng muốn đẩy lọc này là không ổn. Cây nó phải ngủ cơ, cây của anh đây là bật lọc này. Đây là tình trạng này là bật lọc rồi các bác này. Lên màu vàng vàng là ra lọc rồi. Đây đây, đây không phải hoa đâu. Đấy. Thường cái hoa thì nó trắng đây, cái đầu lọc đây các bác nhìn này, nó không có, nó có cái điểm trắng. Đây những cái loại kim này này. Kim này nó cũng già rồi. Đây, lớp này của nó đang như một số này của anh Tuần. Một số này xanh nám ra lọc này. Đầu lọc của anh đây đây. Cái này là đầu lọc. Không phải hoa đâu. Một số vườn, một số cái cây to này của anh nhà Tuần nhú lọc rồi. Đây này. Đây là lọc ấy, không phải hoa đâu. Đen xì nhỉ. Nó đen, nó đen vàng vàng hay là nó ra đấy. Nó vàng vàng xong rồi nó ra dài một tí là nó xanh. Ừ. Xanh ngắt lại mà. Đây, nó ra như cành này này. Cái vải nhỏ này nó kiểu như chưa đến tuổi sinh sản ấy, nó cứ đẻ gà so đẻ vớ vấn ấy anh. Dạ, tự nhiên này chắc con mẹ chót ngủ với thằng nào rồi thì cứ làm láo làm sẵn đã đến tuổi sinh nở đâu. Thôi đi xuống phun đi anh ạ, xuống phun đi em quay, không phải tối mất. Vâng, thì em đang đứng ở vườn thứ hai của anh Lợi đây, thì cũng như là các bác gần cái vải tơ thôi, được 4-5 năm, 5-6 năm nhỉ, 5-6 năm tuổi thôi thì đây này, những cái loại này thì ra là cái này là kẻ sâu ăn rồi này. Đây các bạn, đấy những cái điểm trắng như thế này thì 100% à. Đấy, cây này thì có hoa đây, 100%, vì những cây thường những cây này nó lọc của lọc hai là để sâu cắn. Đây các bạn ạ. Đấy. Cái này lọc 3 này nhưng mà sâu cắn mất rồi đây. Cụt từ ngẫng này. Phun diệt lọc hay là sâu cắn á? Sâu cắn à? Các sâu cắn mới thấy cụt này, cành nào cũng thấy cụt ngốn lên đây. Đây các bạn này. Quả sâu cắn này. Cứ đi phun đi, đi làm chứ không. Rồi các bác thông cảm cho anh Lợi nhá. Anh ấy còn bạn đang phun. Ôi chào tạm biệt tất cả các cao thủ làm vườn nhá. Đây anh ấy đang bận phun thì mong các bác thông cảm nhé. Thì cũng như đi tìm để tìm những cái dòng vải tơ này thì vườn này của nhà anh
nhiều cái loại vải tơ này thì gần như là nó có hết các bạn. Những lớp này thì vải tơ nó như này này, nó báo khá rõ luôn như này các bạn. Đấy thì coi như là đã là hoa các bạn. Đấy. Như thường thì những cái lớp hoa sớm này xem để tham khảo nhé. Em vẫn chia sẻ với các bác như vậy, các bác đừng có lên vội vàng quá, đừng có vội vàng quá mà nó mất hết cái tự nhiên của cái cây vải. Hãy để cho nó như kiểu là anh em mình nói phải 9 tháng 10 ngày đi thì nó khắc ra các bác nhá. Đấy cho nên là đây, thấy chưa? Nhìn rất rõ luôn. Đấy. Cứ 45 ngày biết nhau ngay có gì đâu mà lọc là lọc mà hoa là hoa ngay. Đây các bác. Thì thường em sẽ cũng như là những cái vườn nào mà các bác thấy vườn vải muộn này hoặc là vườn vải sớm các bác thực sự nó là hoa rõ ràng hoặc dài hoặc là có hiện tượng là hoa thì các bác hãy alo cho em trên số màn hình trên video nhé, để em có thể đến vừa quay video cũng vừa để tham khảo, cũng thứ hai để nắm bắt cái tình hình là cái thời điểm năm nay nó cũng báo hoa sớm thì cũng để như mọi năm sau thì các bác cũng có một cái gọi là đặt được cái niềm tin ở đấy, là cũng đến tầm này là nó cũng một số vải tơ này thì cũng báo hoa các bác, thì mình sẽ để biết mình biết cách làm lọc nó sẽ được an toàn hơn các bác. Đấy thì các bác hãy xem video thực sự thấy hay hữu ích cho em xin một like, đăng ký chia sẻ cho kênh thương hiệu Lục Ngạn TV nhá. Và các bác hôm nay thì em cũng đi ship thuốc cho các ở khu Tân Mộc với lại Tân Mộc, Tân An mới lại Tân Lập các bác nhá. Em ship bà xã dưới về đây xong em quay về Đồng Cốc, em vào vườn của anh Lợi này em quay cho các bác tham khảo thì đúng là hoa thật. Cái vải tơ 5-6 năm tuổi này thì là hoa, còn cái vải già của anh ấy hiện tượng bây giờ đang bật lọc và hôm nay anh đang phun ức chế lọc các bác nhá. Đấy thì bây giờ một số đang bật lọc rồi, anh sẽ phun ức chế lọc. Rồi các bác hãy nhớ để lại cho em một lời bình luận nhé, và các bác cần tư vấn thì hãy liên hệ trên số màn hình trên video, và thuốc các bác cần thì sẽ cung cấp tận nơi tận nhà cho các bác nhé. Dạ vâng, xin thân ái chào tạm biệt các bác.